Lại nữa, 18 giới hít đây nên biết năng nhiếp tất cả sở thuyết giới khác trong kinh. Hỏi, người đã sanh ở sắc giới, ở nơi cảnh giới đã được ly dục, duyên nào sanh trở lại hai giới tỷ và thiệt? Đáp, vì khiến thân sở y được trang nghiêm, lại vì ở trong sắc giới hai chủng đây chưa ly dục. Hỏi, hoặc sanh ở đệ nhị tịnh lự, hoặc sanh địa trên, nếu có tầm, có tứ, nhãn thức, hiện tại tiền. Sao nói là địa đây không tầm không tứ, nếu không hiện tiền? Sao nói là ở địa kia các căn hữu sắc không hiện tiền mà năng lãnh thọ cảnh giới địa kia? Đáp, do các chủng tử thức có tầm có tứ chuyển đuổi theo, không tầm không tứ tảng mà địa. Từ kia khởi rồi đây được hiện tiền, lại lúc ở đây khởi rồi thức kia hiện hành trở lại. Lại vì có sự đuổi theo của chủng tử không tầm không tứ tam ma địa, cho nên địa đây không theo một hướng là không tầm không tứ, do hữu tình kia ở nơi các tầm tứ dùng tánh ly dục mà ly dục, cho nên địa kia tuy gọi là không tầm không tứ mà tầm tứ đây lại hiện hành cũng không có lỗi gì. Hỏi, duyên nào nhãn giới, nhĩ giới, hí tĩ giới, mỗi một giới danh hai phần chẳng phải khác? Đáp, vì khiến sở y được trang nghiêm. Hỏi, khi các thức như nhãn, nhĩ và tĩ sanh là nương hai phần, phải nói là một hay hai? Đáp, chỉ nói một phần. Vì cớ sao? Nếu một phần kia không chướng ngại, không bị hư hoại thì thức rõ ràng sanh, nếu kia bị chướng ngại hoặc bị hoại mất, thức không rõ ràng sanh. Lại vì thức không phải sắc nên không như sắc, do nơi trốn mà riêng thành nhĩ hai phần. Hỏi, nếu nhãn và nhãn thức là nhân và quả, sao gọi là cùng có? Nếu cùng có thì sao nói thành đều hai tánh nhân và quả? Đáp, thức nương nhãn sanh chẳng phải như đạo lý nhân quả của hạt giống và mầm. Vì sao? Vì nhãn và nhãn thức chẳng phải là nhân chánh sanh, chỉ là nhân kiến lập, cho nên nhãn và nhãn thức đây đồng thời mà có, nên tánh nhân quả thành tựu. Thế như đạo lý lửa và ánh sáng của đèn, như nhãn và nhãn thức thì nhĩ tĩ thiệt thân cùng các thức kia nên biết cũng vậy. Nếu khác với điều trên thì có tự chủng tử mà vì không sở y, nên các thức như nhãn thức lẽ không được sanh. Hỏi, nếu ở dục giới hoặc sanh hoặc tăng trưởng mà nói nhãn giới nhất định chuyển ư? Đáp, đây chẳng nhất định một hướng như vậy. Như nhãn giới thì nhĩ tĩ thiệt giới và các thứ kia cũng vậy, thần giới nhất định chuyển theo. Như vậy thần thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới và sắc thanh hương vị xúc giới cũng vậy. Hỏi, nếu ở sắc giới hoặc sanh hoặc tăng trưởng mà nói nhãn giới nhất định chuyển theo ư? Đáp, nhất định chuyển theo. Như nhãn giới thì nhĩ tĩ thiệt thân giới, nhãn nhĩ thần thức giới nên biết cũng vậy. Trừ hương giới, vị giới và thức giới kia, tất cả giới khác cũng nhất định chuyển theo. Ở vô sắc giới hoặc sanh hoặc trưởng, trừ ý giới, pháp giới, ý thức giới, còn lại nhất định không chuyển theo. Chỉ trừ các sắc thủ được tự tại, nên biết ba giới ở nơi kia nhất định chuyển theo. Như sự uẩn thiện xảo thì sự giới thiện xảo cũng nên tuyên nói ốt đà nam kệ tụng. Như sự giới thiện xảo thì sự giới thiện xảo ốt đà nam kệ tụng nên biết cũng vậy. Sao gọi là nhãn xứ? Nếu nhãn đã được không xả, ở nơi thẻ không gián đoạn pháp chẳng phải đoạn diệt, như tướng nhãn xứ thì tự tánh xứ còn lại nên biết cũng vậy. Hỏi, xứ xúc xứ có gì sai biệt? Đáp, xứ như trước đã thuyết, xúc xứ là sở hữu các xứ đồng với xúc hoặc năng dẫn phát các xúc không gián đoạn thuận theo nơi xúc. Hỏi, nếu nhãn cũng là xứ ư? Giả sử xứ cũng là nhãn ư? Đáp, có nhãn chẳng phải là xứ, tức là nhãn đã được không xả, nhưng là pháp đoạn diệt không gián đoạn. Có xứ chẳng phải là nhãn, đó là xứ khác an trụ tướng xứ. Cũng có nhãn cũng có xứ, tức là nếu nhãn đã được không xả cũng chẳng phải pháp đoạn diệt không gián đoạn. Cũng có chẳng phải nhãn cũng chẳng phải xứ, đó là hoặc nhãn không được, hoặc nhãn được rồi đã xả và nhĩ khác, không trụ nơi tướng xứ. Hỏi, xứ cũng là xúc xứ ư? Giả sử xúc xứ cũng là xứ ư? Đáp, Các xúc xứ hẳn là xứ, có xứ chọc phải là xúc xứ, đó là nhãn không hợp cùng xúc. Cũng lại chẳng thể dẫn pháp xúc không gián đoạn, nhưng không phải pháp diệt không gián đoạn nếu ở sắc giới sở hữu tỉ hí thiệt, hoặc sanh hoặc trường. Nếu sở hữu các căn của hữu tình sanh trong trời vô tưởng, ở tất cả thời nên biết nhất định không phải là xứ. Hỏi, nghĩa nào gọi là xứ? Vì hiển nghĩa nào mà kiến lập xứ? Đáp, nghĩa môn các tâm, tâm sở sanh trưởng, nghĩa duyên, nghĩa phương tiện, nghĩa tánh hòa hợp, nghĩa chỗ nương tựa, nghĩa nơi cư trú. Đây gọi là nghĩa xứ. Vì muốn hiển thị nghĩa đẳng vô gián sở duyên, đẳng thượng ba chủng duyên, nên kiến lập xứ, rộng phân biệt và thứ lớp của xứ tùy theo chỗ thích hợp, nên biết như giới. Lại như kinh Rộng Thuyết Thế Tôn nói có 8 thắng xứ, 10 biến xứ, lại có 4 xứ là không vô biên xứ, lại có 2 xứ là vô tưởng xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy hết thảy tên gọi pháp xứ đã được nêu ra như tướng đã thuyết, để theo chỗ thích hợp đều nhiếp ở 12 xứ là y chỉ xứ, nên biết như giới. Lại nữa sẽ gọi là pháp duyên sanh, đó là không có chủ tả, không có tác giả, không có thọ giả, không tự tác dụng, không được tự tại, từ nhân mà sanh, vì dựa theo các duyên mà chuyển, dựa không mà có rồi tan diệt, chỉ là pháp hiển pháp, chỉ là pháp năng nhuần, chỉ là pháp sở nhuần, rơi trong tường tục. Hết thảy tướng như vậy gọi là pháp duyên sanh. Trong đây, nhân gọi là duyên khởi, quả gọi là duyên sanh. Vì tri hữu vô minh tùy miên đây không đoạn trừ, nên vô minh chuyển kia có. Vì vô minh chuyển đây sanh, nên các hành kia chuyển. Vì chủng từ các hành không đoạn diệt, nên các hành được sanh. Vì các hành sanh, nên đắc tri hữu thức chuyển. Như vậy đạo lý lưu chuyển của các tri duyên khỏi còn lại tùy chỗ thích hợp, nên biết cũng vậy. Nên biết tri hữu sanh và lão tử là pháp giả có, các tri hữu còn lại là pháp thật có. Lại do 5 tướng kiến lập duyên khỏi sai biệt, những gì là 5: 1. Chỗ nương của nhân dẫn dắt các khổ. 2. Chỗ nương của nhân sanh khỏi các khổ. 3. Nhân dẫn dắt các khổ. 4. Nhân sanh khỏi các khổ. 5. Các khổ sanh khỏi. 1. Chỗ nương của nhân dẫn dắt các khổ. Ở trong hiện pháp, danh sắc làm duyên 6 xứ, sanh khỏi không đoạn không biết. Vì đây làm sở duyên và y xứ, nên tất cả ngu phu ở nội tự thể sanh khởi ngu si, đây gọi là vô minh. Vì vô minh duyên nên kế sau có các hành, cho đến thời sau có xúc duyên thọ. Trong đây 6 xứ gọi là vô minh, dẫn nhân y xứ. 2. Chỗ nương của nhân sanh khởi các khổ. Các ngu phu ở trong hiện pháp do xúc làm duyên, nên các thọ sanh khởi. Đây làm y xứ ở nơi ngoại cảnh giới phát khởi các ái. Vì ái làm duyên nên kế sau có thủ. Vì thủ làm duyên nên kế sau có hữu. Như vậy ái ba chủng sanh nhân, lấy giúp duyên thọ làm sở y xứ. 3. Nhân dẫn dắt các khổ. Vô minh duyên hành cho đến giúp duyên thọ. Ở trong hiện pháp tức là chỗ huân tập của nghiệp phước phi phước bất động. Về sau sự đuổi theo của chủng tử năng dẫn thần thức danh lão tử khổ ở đời vị lai, cho nên nói đây là nhân dẫn kia. 4. Nhân sanh khỏi các khổ. Thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, đây gọi là nhân sanh các khổ tương lai, tức là chỗ gây tạo nghiệp trước kia, nhiếp thọ phiền não. Vì ở đời vị lai sanh sắp hiện tiền, nên biết gọi là hữu. 5. Các khổ sanh khỏi. Hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, như vậy gọi là các khổ sanh khỏi, tức là chủng tử tánh thức, danh sắc 6 xứ, xúc thọ lúc trước theo đuổi sở y được tên gọi là các khổ dẫn nhân, này đã cho quả tên gọi là sanh lão tử, cũng được tên gọi là khổ. Lại nữa nên biết trí là sở đối trị của vô minh. Vô minh riêng có tâm pháp che đậy làm tánh, vô minh kia chẳng phải chỉ có không sáng suốt, cũng chẳng phải tả trí, vì cớ sao? Nếu vô minh kia chỉ toàn là không sáng suốt thì không thể là phẩm hạ trùng thượng. Về pha tánh không kia đều không có phẩm hạ trung thượng sai biệt. Lại cũng không thể lập vô minh, tùy miên và chuyển khác nhau. Vì pháp tánh không ở tất cả thời tướng ấy giống nhau, không thể tùy theo sự trói buộc hiện hành mà kiến lập. lại tâm của dị sanh ở tất cả xứ nhiễm thiện vô ký, đường lìa huệ sáng suốt. Nếu tánh không đầy là vô minh, lẽ tất cả tâm đều thành nhiễm ô. Lại pháp tánh không chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp thuộc vô vi, đã chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi vô vi, thì chẳng năng làm nhiễm ô, cũng chẳng khiến thành tịnh. Lại trong tâm lìa sự sáng suốt tường tục, thì lẽ ở tất cả thời mình chẳng khởi được. Lại chẳng nên nói vì vô minh diệt nên mình được sanh khởi. Vì cớ sao? Vì không có pháp không mà có thể diệt. Nếu chỉ do tà trí là vô minh, thì trừ các trí nhiếp thuộc huệ minh, còn lại tất cả trí đều là tà trí ư? Hay chỉ có tánh trí nhiễm ô tà chấp là tà trí ư? Hay các phiền não tương ưng tà trí là tà trí ư? Nếu nói trí ban đầu là tà trí, thì trí tương tục ở trong tất cả dị sanh, hoặc thiện hoặc vô ký, lẽ đều là tà trí. Đây không đúng đạo lý. Nếu chỉ có tánh trí nhiễm ô tà chấp là tà trí, thì chỉ nên ở nơi năm thân kiến gọi là tánh trí nhiễm. Trong đây vì không rõ hành tướng như thật gọi là vô minh. Do không rõ hành tướng như thật nên tà chấp sự tướng gọi là kiến, đó là thân kiến, là do được vô minh chấp ngã, ngã sở. Như vậy do mỗi kiến khác nhau nên ở mỗi sự của chính nó tà chấp hành chuyển. Nhưng các kiến như vậy chẳng liếm ngu si, bởi hành tướng si và kiến mỗi riêng khác mà cho là năm tánh trí nhiễm ô, gọi là vô minh thì không đúng đạo lý. Lại nếu vô minh và các kiến tướng không sai khác, không lẽ Thế Tôn ở trong bảy tùy miên mà đối với vô minh bên ngoài lập là kiến tùy miên, lại Phật Thế Tôn không ở nơi các kiến trên mà hợp chung một xứ gọi là vô minh. Nếu các phiền não tương ưng tà trí là vô minh, thì năm chủng trí tà kiến như thân kiến là tự tánh như vậy, không có hai thể trí đồng có tương ưng. Vậy thì các kiến lẽ của vô minh thường không tương ưng. Lại nếu do lực phiền não tham khiến trí tương ưng thành tánh ngu si, tức vì lực tham tăng thượng nên ngu si khá được. Chẳng phải do si tăng thượng si làm tiền dẫn mà có tất cả các phiền não tham. Lại lẽ có thể nói như huệ tương ưng các phiền não khác, do tương ưng nên thành nhiễm ô. Đây chẳng phải tự tánh kia, vì chẳng phải thể ngu si mà khá thành tánh si. Lại như tương ưng các phiền não khác, chẳng phải tánh phiền não của các tâm, tâm sở. Cho nên biết riêng có vô minh là tánh tâm sở cùng tâm tương ưng. Như Thế Tôn nói, hành có ba chủng, đó là thân hành, ngữ hành và ý hành. Trong đây nên biết gió của hơi thở ra vào gọi là thân hành. Vì gió làm tiền dẫn khiến thân nghiệp chuyển, nên nghiệp tạo tác của thân cũng gọi là thân hành. Do kẻ ngu si trước phát khởi thuận theo gió thân nghiệp rồi, về sau mới khởi thân nghiệp nhiễm ô, như hơi thở ra vào năng khởi thân nghiệp nên gọi là thân hành. Thì tầm tứ và các ngữ nghiệp đồng gọi là ngữ hành, thọ tưởng và tư nghiệp đồng gọi là ý hành. Như vậy tất cả nói chung là thân hành, ngữ hành và ý hành. Các hữu sanh ở giới nào, điện nào nên biết trì hữu tức là nhiếp thuộc đây. Lại trong 12 trì hành và hữu nhiếp thuộc hai nghiệp, vô minh ái thủ nhiếp thuộc ba phiền não, nên biết trì còn lại đều nhiếp thuộc sự. Lại trong hai nghiệp, thứ nhất nhiếp thuộc nghiệp dẫn dắt gọi là hành, thứ hai nhiếp thuộc nghiệp sanh gọi là hữu. Trong ba phiền não thì một năng phát khởi nghiệp dẫn dắt gọi là vô minh, hai năng phát khởi nghiệp sanh gọi là ái và thủ. Trong các trì còn lại nhiếp thuộc sự, hai trì nhiếp thuộc khổ ở đời vị lai là sanh và lão tử, năm trì nhiếp thuộc nhân khổ ở vị lai là ở hiện tại từ hành duyên thức cho đến xúc duyên thọ. Lại năm trì đây cũng nhiếp thuộc trì khổ hiện tại, do nhân đời trước nên này được sanh khởi nhiếp thuộc quả dị thục, đó là thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ. Lại năm trì nhiếp thuộc quả hiện tại và hai trì nhiếp thuộc quả vị lai đều gọi chung là duyên khởi nhiếp thuộc quả, nên biết trì còn lại là duyên khởi nhiếp thuộc nhân. Lại nữa lược do năm điều là nhân năng sanh khởi sự không hiểu biết: một, nghi năng sanh khởi; hai, ái năng sanh khởi; ba, tín phi xứ năng sanh khởi; bốn, kiến năng sanh khởi; năm, tăng thượng mạng năng sanh khởi. chỗ không hiểu biết đối với tiền tế là nghi năng sánh khởi, tức là nghi như vậy. Ta ở quá khứ là từng có chăng, đã từng không chăng, hết thảy nghi như vậy chuyển trong ba đời. Như Kinh Rộng thuyết, quá khứ gọi là tiền tế, vị lai gọi là hậu tế, hiện tại gọi là tiền hậu tế. Vì chờ đợi đời quá khứ tức là hậu tế, vì chờ đợi đời vị lai tức là tiền tế. Nếu nghi quá khứ nên biết nghi đầy phát khởi do không hiểu biết đối với tiền tế. Nếu nghi vị lai nên biết nghi đây phát khởi do không hiểu biết đối với hậu tế. Nếu bên trong phát khởi nghi hoặc như vậy, những gì là ta, ta là những gì, này hữu tình từ đâu đến đây, ở đây chết rồi sẽ đi đến đâu, nên biết nghi đầy phát sanh là do không hiểu biết đối với tiền hậu tế. Lại không hiểu biết đối với bên trong, không hiểu biết đối với bên ngoài, không hiểu biết đối với trong ngoài, nên biết là nội ngoại, ái năng sanh khởi và ái hậu hữu, ái đồng hành hỷ tham, ái hỷ lạc kia kia. Lại nếu không hiểu biết đối với nghiệp, không hiểu biết đối với dị thục, không hiểu biết đối với nghiệp dị thục, tức là các hữu tình kia không hiểu biết đối với nghiệp mà mình đã gây tạo làm duyên, nên đối với các cõi trời tự tại, trời Tỳ Giác Nô, trời Thế Chủ không phải là xứ chân chánh, mà danh mong cầu quay về nương tựa kính tin. Lại nếu không hiểu biết đối với Phật, cho đến không hiểu biết đối với đạo, nên biết là các kiến năng sanh. Vì sao? Do không thông đạt chân chánh đối với Tam Bảo và Bốn Thánh Đế, cho đến năng sanh 62 kiến, khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, không có thí, không có thọ, nói rộng cho đến chỗ có các tà kiến. Lại nếu không hiểu biết đối với nhân, và không hiểu biết đối với nhân sanh phát thiện, bất thiện, thì như Kinh Rộng thuyết, do không hiểu biết đây, đối với đường đến cõi thiện và phương tiện đến cõi thiện phát sanh tăng thượng mạng. Vì sao? Do ở nơi phát thiện, bất thiện mà không như thật biết quả ái, phi ái, cho nên ở nơi không phải phương tiện mà khởi tưởng cho là tránh phương tiện, thực hành những hạnh như tự nhịn đói, nhảy vào lửa, từ núi cao gieo mình xuống để cầu sanh thiên. Lại không hiểu biết đối với 6 xúc xứ, không như thật thông đạt đắc quả sa môn, nên khởi tăng thượng mạng. Vì cớ sao? Do trí không như thật thông đạt 6 xúc xứ mà lại sanh tăng thượng mạng, nên biết trong đây hoặc phương tiện sanh cõi trời tăng thượng mạng, hoặc quả sa môn tăng thượng mạng, hợp chung là 2 tăng thượng mạng. Như vậy vô minh năng sanh 5 chủng tạp nhiễm, đó là nghi tạp nhiễm, ái tạp nhiễm, tín giải tạp nhiễm, kiến tạp nhiễm và tăng thượng mạng tạp nhiễm. Do bị tạp nhiễm bởi nghi tạp nhiễm nên tất cả mù phù kết thành nghi hoặc. Lại tín thuận đối với người dẫn đường lầm lạc, ở trong hiện pháp thọ nhiều khổ não, chẳng trụ an ổn. Do bị tạp nhiễm bởi ái tạp nhiễm nên dẫn sanh hậu hữu, tất cả đại khổ sanh lão bệnh. Do bị tạp nhiễm bởi tín giải tạp nhiễm, hoặc cho là không nhân, hoặc kế chấp thực tại thiên nhân không bình đẳng mà cho là tránh nhân, phỉ báng tất cả tác dụng sĩ phù. Do bị tạp nhiễm bởi kiến giải tạp nhiễm, tùy ý gây tạo tất cả ác hạnh, năng cảm các khổ đường ác ở đời vị lai. Do bị tạp nhiễm bởi tăng thượng mạng tạp nhiễm, khiến dụng sĩ phù thành không có quả hoặc quả khác đi. Lại nữa duyên khởi thiện xảo, như phần bản địa đã rộng phân biệt, cho nên văn quyết trạch phần duyên khởi thiện xảo còn lại không hiển nói thêm.